Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo choàng cho bé với họa tiết tua ru ở bên dưới như thế này. Phần trên của thân áo thì mình có phối nhiều màu và móc các cái họa tiết sò xen kẽ với nhau. Phần cổ áo thì mình móc họa tiết cổ tim và có làm dây luồn điều chỉnh cho vừa với phần cổ của bé. Hai đầu dây thì có làm hai cục bông nhỏ nè. Bên dưới thì mình có gắn các cái tua ru dài. Và cái tua ru này nó bằng với chiều dài của phần thân áo phía trên ha. Đây, mẫu áo choàng nhiều màu như thế này. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình dùng miêu cô tông cuộn 125g. Và mình có sử dụng nhiều màu cho phần thân áo ha. Kim móc mình sử dụng kim móc 4.5mm. Hoặc là nếu không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình những cái loại kim có đầu kim to hơn gấp đôi sợi len nè. Đây, đầu kim của mình sẽ to hơn gấp đôi sợi len cho cái phần thân áo được mềm mại hơn. Ngoài ra còn có kéo cắt len và một kim đánh dấu, hoặc là các bạn có thể dùng len đánh dấu cũng được ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần thân áo. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên cho mình một dây móc xích dài 86 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi đã lên được 86 mũi móc xích, các bạn nối hai đầu dây móc xích lại với nhau thì ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống. Và cái khoảng trống này nó sẽ giúp mình có thể luồn dễ dàng qua đầu của bé ha. Đối với mẫu này mình không tạo cái khoảng trống để cài nút, nên các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên có cái độ rộng vừa đủ để mình có thể luồn qua đầu của bé ha. Sau đó ta sẽ tiến hành canh chỉnh cho cái sợi dây xích này nó đều nhau nè. Và tiến hành đưa kim cho mình đến cái chân móc xích đầu tiên của cái sợi dây xích này. Đâm kim vào chân móc xích đầu tiên này và móc vào đây một mũi dời. Lên một mũi móc xích. Như vậy là mình đã tạo ra được cái vòng tròn đầu tiên cho phần cổ áo. Từ đây tiếp tục móc cho mình vào chân móc ta vừa móc mũi dời á, móc vào đó cho mình một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng tương tự, móc một mũi móc đơn vào chân móc này. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Và từ đây sẽ làm tương tự cho mình các chân móc còn lại ha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn cho cái xích đầu tiên của mình nè, cho đến cuối vòng thì lúc này ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống như thế này. Và từ cái hàng móc mũi đơn này, các bạn sẽ tiến hành chia mũi cho mình để ta có thể tạo được họa tiết cổ tim cho phần thân áo. Tiếp tục đưa kim đến cái chân móc của mũi đơn đầu tiên này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Khi đã lên được hai mũi xích rồi, các bạn sẽ chia cho mình tổng số mũi móc của cái hàng móc móc đơn này, chia làm 2 ha. Từ cái điểm này nè, các bạn sẽ chia cho mình, tức là mỗi bên ta sẽ có được 43 mũi móc, sau đó dùng kim đánh dấu cho mình vào chân móc thứ 44. Thì ta có thể chia đôi được để tạo họa tiết cổ tim cho phần thân áo. Từ hai mũi móc xích gây nên này, tiếp tục đâm kim vào chân móc ta vừa móc mũi dời, móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Tính luôn hai mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên là một mũi móc. Ở đây mình đã tạo ra được 3 mũi móc nè, 3 mũi móc vào cùng một chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó bỏ qua cho mình chân kế bên và móc vào 3 chân kế tiếp. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Bỏ qua chân kế bên này ha, 3 chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục kép đơn thứ hai cho chân móc thứ ba nè. Kép đơn thứ ba cho chân móc thứ tư. Như vậy là ta vừa móc được 3 mũi kép đơn
vào các cái chân móc này ha. Và khoảng cách giữa cụm này với cái cụm 3 mũi nó sẽ cách nhau là một chân móc phía dưới. Từ đây tiếp tục lên một xích và tương tự bỏ qua chân kế bên, móc vào 3 chân kế tiếp này. Mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. 1. Tiếp tục kép đơn thứ 2 và kép đơn thứ 3. Ta cũng tạo được 3 mũi kép đơn liên tiếp. Tiếp tục lên một xích và cũng tương tự bỏ qua chân kế bên, móc vào 3 chân kế tiếp. Mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Lên một xích. Thì ở đây hàng móc thứ hai này mình sẽ tạo ra được các cái họa tiết xen kẽ nè. 3 mũi kép đơn cách nhau là một mũi xích ở phía trên và một mũi móc đơn ở cái hàng phía dưới ha. Đây. Tương tự cho các chân móc còn lại, các bạn sẽ móc cho mình đến chân móc mà mình đánh dấu ở đây. Cũng lên một xích, sau đó bỏ qua chân kế bên và móc vào 3 chân kế tiếp, mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Lên một xích, tương tự bỏ qua chân kế bên và 3 chân kế tiếp, mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Lên một xích và làm tương tự đến chân móc mà ta đánh dấu. Sau khi tạo ra được các cái họa tiết đến chân móc mà mình đánh dấu ở đây nè, thì xét cái chân móc mà ta đánh dấu, ta sẽ chừa ra được hai mũi móc như thế này. Các bạn cũng tương tự ha. Khi đã lên được một xích rồi thì ta sẽ bỏ qua chân kế bên, móc vào cái chân móc cuối cùng á, là chân móc thứ 43, móc vào đó 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. Khi đã được 3 mũi vào một chân, móc lên một mũi móc xích. Chân móc tiếp theo mà ta gặp là chân móc ta đánh dấu nè, chân thứ 44, cũng móc vào đó 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Móc tiếp cho mình vào đó 3 mũi kép đơn cùng chân móc ha. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Tiếp tục kép đơn thứ ba. Như vậy là hàng móc thứ hai mình sẽ tạo ra được một góc nhọn để tạo họa tiết cổ tim. Và lưu ý ở chỗ họa tiết cổ tim này, ta sẽ không cách mũi ở cái hàng móc phía dưới, chỉ lên một xích ở phía trên thôi ha. Ở cái phần thân còn lại bên này cũng làm tương tự giống như phần thân bên này ha. Móc lên một mũi móc xích, bỏ qua chân kế bên và 3 chân kế tiếp, mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Khi được 3 mũi kép đơn liên tiếp, móc lên một mũi móc xích và tương tự bỏ qua chân kế bên, 3 chân kế tiếp mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Từ đây ta sẽ làm tương tự giống như cái cạnh mà mình móc bên này ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Móc lên một mũi móc xích, bỏ qua chân kế bên và 3 chân kế tiếp, móc mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục lên một xích và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì cái góc cuối cùng của mình cũng chừa ra hai mũi móc như thế này. Đây, hai mũi móc này các bạn cũng tạo cho mình một góc vuông ở đây ha. Cũng móc lên một mũi móc xích, sau đó bỏ qua chân kế bên, móc vào chân cuối cùng 3 mũi kép đơn cùng một chân. Kép đơn thứ hai và tiếp tục kép đơn thứ ba. Khi được 3 mũi móc vào cùng một chân móc và cũng tạo cái khoảng trống được như thế này rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên của cái cụm 3 mũi này, móc vào một mũi dời. Thì ở đây mình cũng tạo ra được một cái góc nhọn thứ hai ha. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Đây, hàng móc thứ hai của mình nó sẽ tạo ra được cái họa tiết cổ tim như thế này cho phần áo tràng của mình nè. Và đối với mẫu này cách tăng size sẽ như sau. Ở đây mình sẽ tạo ra được hai cạnh cho hai bên của phần vai. Thì mỗi bên các bạn sẽ tăng hoặc giảm cho mình số mũi móc là 4 mũi, tương đương với cái cụm 3 mũi kép đơn và một xích ha.
Tức là tổng số mũi móc mà mình tăng hoặc giảm theo cái xích đầu tiên mà mình gây nên ở đây nè. Dựa vào cái xích đầu tiên mà mình gây nên ở đây, các bạn sẽ tăng hoặc giảm cho mình cái số mũi móc sao cho tổng số mũi móc các bạn tăng hoặc giảm nó sẽ chia hết được cho 8 mũi ha. Mình lấy ví dụ ha, đối với những size nhỏ hơn các bạn giảm cho mình đi 8 mũi hoặc là 16 mũi vân vân thì tổng số mũi móc đó sẽ chia hết cho 8. Khi giảm đi 8 mũi thì lúc này hai cạnh ở hai bên mình sẽ giảm đi được một cụm gồm có 3 mũi kép đơn xen kẽ là một xích nè. Hoặc giảm 16 thì mình sẽ giảm được hai cụm cho hai bên phần vai ha. Đối với mẫu áo này mình có phối nhiều màu nên các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình. Như vậy là mình vừa tạo ra được một họa tiết cổ tim như thế này ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu cho cái phần thân áo. Thì để tiến hành đổi màu cho cái mẫu thân áo thì ta sẽ tiến hành tạo một nút ở màu len mới ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã tạo được một nút rồi thì ở cái phần cổ áo mà mình vừa tạo đây nè, đây là cái điểm mà ta bắt đầu cũng như là kết thúc hàng móc. Thì các bạn sẽ cho cái họa tiết này ở mặt sau của thân áo và ta sẽ để cái họa tiết bên này nè, cái họa tiết trơn này nằm ở mặt trước ha. Sau đó sẽ đâm kim cho mình vào một khoảng trống bất kỳ của cái hàng móc mà ta vừa móc ở đây nè. Đây các bạn có thể đâm kim vào bất kỳ một khoảng trống nào ha. Ở đây mình sẽ đâm kim vào cái khoảng trống kế bên này nè. Ta sẽ đâm kim vào khoảng trống này, sau đó kéo nút ta vừa tạo ở cái màu len mới á, đưa nút qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1 2 thì hai mũi móc xích này tương đương giống như cái cụm đầu tiên ở phía dưới nè, cũng móc tiếp cho mình vào cái khoảng trống ta vừa móc hai mũi kép đơn nữa, kép đơn thứ nhất, tiếp tục kép đơn thứ hai, thì ở đây mình sẽ tạo ra được 3 mũi móc ha, tính luôn hai xích đầu tiên mà ta gây nên. Móc lên một mũi móc xích, sau đó di chuyển kim đến khoảng trống kế tiếp mà ta gặp, móc vào đây 3 mũi kép đơn cùng một khoảng trống, kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và tiếp tục kép đơn thứ ba. Khi được 3 mũi kép đơn vào cái khoảng trống tiếp theo rồi, móc lên một mũi móc xích và cũng tương tự di chuyển kim đến khoảng trống kế tiếp mà ta gặp nè. Các cái khoảng trống này sẽ tạo cho mình một cái cụm tương tự gồm 3 mũi kép đơn vào một khoảng trống, kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và tiếp tục kép đơn thứ ba. Khi được một cụm 3 mũi móc như thế này vào khoảng trống rồi, tiếp tục lên một mũi xích và cũng tương tự cho các khoảng trống tiếp theo ha. Các bạn sẽ móc lần lượt cho mình cho đến cái góc nhọn mà ta gặp ở cái phần cổ tim này nè. Đây, cái góc nhọn chính giữa này ha. Mỗi khoảng trống ta sẽ móc 3 mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống. Kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Được 3 mũi rồi thì lên một xích và làm tương tự cho các khoảng trống còn lại. Sau khi đã móc được vào các khoảng trống cho đến cái góc nhọn của cổ tim mà ta gặp đầu tiên ở đây thì các bạn cũng tương tự móc vào đó cho mình 3 mũi kép đơn. 1 2 và 3. Khi được 3 mũi kép đơn rồi, tiếp tục lên một xích và cũng tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống ta vừa móc 3 mũi kép đơn nữa ha. Tức là ở cái góc nhọn này mình sẽ có 6 mũi kép đơn và nó sẽ cách nhau là một xích ở phía trên. Ta cũng tạo ra được họa tiết cổ tim một cái góc nhọn như thế này cho cái hàng móc kép đơn thứ hai ha. Đây nó cũng tạo ra được cái góc nhọn như thế này. Thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và di chuyển kim đến các khoảng trống của cái cạnh còn lại á. Mỗi khoảng trống ta sẽ móc 3 mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống. 1 2 và 3. Móc lên một xích và làm tương tự cho các khoảng trống còn lại cho đến cái góc nhọn tiếp theo mà ta gặp ở cái phần cổ tim nè, là cái góc nhọn cuối cùng ở đây ha. Móc cho đến đây cho mình. Mỗi khoảng trống ta sẽ móc 3 mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống và 3 mũi kép đơn nó sẽ cách nhau là một xích ha. Lên một xích và làm tương tự cho các khoảng trống còn lại.
Khi đã móc được đến cái góc nhọn thứ hai mà ta gặp ở phần cổ tim, thì cái góc nhọn thứ hai này các bạn cũng tạo cho mình một góc nhọn tương tự, giống như cái góc nhọn đầu tiên mà ta móc ở cái hàng móc kép đơn thứ hai nè, giống như cái góc nhọn này ha. Móc vào cái khoảng trống này 3 mũi kép đơn, khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Móc vào đây 3 mũi kép đơn nè, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba, sau đó gây nên một xích và tiếp tục móc vào đó 3 mũi kép đơn nữa. 1 2 và 3, ta cũng tạo ra được cái góc nhọn thứ hai cho cái họa tiết của mình nè. Tiếp tục lên một xích và di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái cụm này, chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ha. Móc vào cho đó cho mình một mũi dời. Như vậy là hàng móc thứ hai, hàng móc mũi kép đơn thứ hai ta cũng tạo ra được cái góc nhọn như thế này hả, tạo ra được họa tiết cổ tim luôn nè. Và đối với mẫu áo này, những bạn nào mà thay màu thì các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình, sau đó mình sẽ thay màu tương tự giống như cái màu cam này ha. Còn ở đây mình sẽ tiến hành móc thêm một hàng móc nữa mới thay màu, nên các bạn sẽ không móc lên một xích nè, mà ta tiến hành di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn kế bên này, móc vào đây cho mình một mũi dời và tiếp tục móc một mũi dời vào cái khoảng trống tiếp theo ở đây, móc vào đây một mũi dời ha. Sau đó lên hai mũi xích, thì lúc này cái mũi móc của mình nó sẽ nằm ở các cái khoảng trống nè, và từ cái khoảng trống này các bạn cũng tạo cho mình các cái họa tiết tương tự. Móc vào đây hai mũi kép đơn, tức là cái họa tiết đầu tiên ta chỉ móc hai mũi kép đơn ha, tính luôn hai mũi xích này ta sẽ được 3 mũi nè. Sau đó móc lên một mũi móc xích và cũng tương tự di chuyển kim đến các khoảng trống kế tiếp nè. Mỗi khoảng trống các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống, và các cái mũi kép đơn của mình 3 mũi này nó sẽ cách nhau là một mũi xích. Móc tương tự cho đến cái góc nhọn cổ tim đầu tiên mà ta gặp, thì cũng móc vào đây cho mình một cụm tương tự như các cái cụm mà ta vừa móc ở cổ tim này nè. Ta sẽ có 6 mũi kép đơn và cách nhau là một mũi xích ở đây. Ta sẽ có 3 mũi kép đơn, một xích và 3 mũi kép đơn cho mỗi cái góc nhọn. Và các khoảng trống còn lại thì mỗi khoảng trống là 3 mũi kép đơn. Tương tự cho cái góc nhọn thứ hai cũng vậy ha. Cũng móc vào đây một cụm góc nhọn tương tự như vậy. Móc đến cuối hàng thì ta sẽ sử dụng mũi dời móc vào chân kép đơn đầu tiên của cái cụm này ha. Thay màu thì các bạn sẽ làm giống như cái hàng móc này, còn không thay màu thì sẽ làm giống như cái hàng móc mà mình vừa móc. Cũng dời mũi dời vào khoảng trống kế bên này, sau đó từ khoảng trống này mình sẽ gây nên một cụm tương tự ha. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái hàng móc tiếp theo cũng vậy. Thì đối với mẫu áo này, ta sẽ tiến hành móc thêm nhiều hàng móc tương tự giống như hai hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè. Các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, móc cho đến khi cái chiều dài của phần thân áo vừa đạt đến cái phần rúng hoặc trên rúng của bé một chút ha, hoặc là nhiều hơn tùy vào cái độ dài mà các bạn mong muốn cho phần áo choàng này. Và các cái hàng móc của mình nó cũng móc tương tự giống như hai hàng móc mà mình vừa móc thôi. Khi thay màu thì mình sẽ thay giống như hàng màu cam, còn không thay màu thì mình sẽ sử dụng mũi dời ha. Mỗi khoảng trống ta sẽ có 3 mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống, sau đó 3 mũi kép đơn sẽ cách nhau là một xích ha, và cũng tạo cái góc nhọn tương tự cho hai góc nhọn cổ tim. Móc vào đây 3 mũi kép đơn nè, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, sau đó lên một xích, móc tương tự cho đến cuối vòng và làm thêm nhiều hàng móc nữa. Sau khi đã lên thêm được nhiều hàng móc và thay đổi màu cho phần thân áo của mình nó có điểm nhấn hơn, thì lúc này chiều cao từ phần cổ tim đến hàng móc thêm cuối cùng mình sẽ làm ở trên rúng của bé một chút ha. Móc thêm cho mình một sợi dây móc xích có độ dài vừa đủ, và có thể trang trí thêm hai cục bông nhỏ ở hai đầu dây như thế này. Sau đó mình sẽ dùng kim móc luồn cái sợi dây này qua các cái thân chân móc của mũi móc đơn ở hàng móc đầu tiên này nè. Ta sẽ luồn xen kẽ vào các thân chân móc như thế này. Thì ở cổ tim phần phía trước mình sẽ tạo ra được một nút thắt để có thể điều chỉnh cho vừa với phần cổ của bé. Phía dưới phần lai áo thì mình sẽ tạo ra các cái họa tiết tua ru, và tua ru của mình nó sẽ có cái độ dài bằng với cái độ dài của phần thân áo ở phía trên á.
Các bạn sẽ cắt cho mình tầm 3 cho đến 5 sợi có cái độ dài như thế này, sau đó mình sẽ gấp đôi lại. Và để cho việc gắn tua rua vào trong thân áo nó được hoàn mỹ hơn và nó sẽ không có bị hở giống như là cái mặt trong như thế này nè. Đây, đây là mặt trong của nó sẽ không có bị hở như thế này. Thì các bạn sẽ để mặt phải của áo ở phía trên như thế này ha. Sau đó ta sẽ đâm kim vào các cái khoảng trống mà ta móc cuối cùng ở đây nè. Đâm kim từ trong ra ngoài, tức là từ mặt trái ra mặt phải. Sau đó mình sẽ kéo cái ba cái sợi len này qua cái khoảng trống ha. Đây, sau đó mình sẽ dùng mũi móc kéo hết tất cả các sợi len qua. Guốc thật mạnh vào thì lúc này cái tua rua của mình nó hoàn tất. Và sẽ làm xen kẽ cho mình các cái màu cho cái phần tua rua nó được sinh động hơn ha. Như vậy là mình vừa hoàn tất được mẫu áo choàng như thế này. Chúc các bạn thành công.